Câu chuyện về Lionel Messi, huyền thoại bóng đá. Lionel Messi sinh ra ở Rosario, Argentina vào ngày 24 tháng 6 năm 1987. Anh bắt đầu chơi bóng từ khi còn nhỏ và sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Năm 2000, Messi gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi có thể hình nhỏ bé nhưng lại sở hữu kỹ thuật và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Anh có thể ghi bàn từ mọi vị trí trên sân và những pha xử lý bóng của anh luôn khiến kháng chả phải trầm trồ thắng phục. Trong suốt sự nghiệp của mình, Messi đã giành được vô số danh hiệu cá nhân và tập thể. Anh đã 7 lần giành vả và bóng vàng, 6 lần giành chiếc giày vàng châu Âu và 3 lần vô địch Champions League cùng Barcelona. Năm 2022, Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Đây là chiếc vô địch World Cup đầu tiên của Argentina sau 36 năm và Messi là nhân tố quan trọng trong chiến thắng này. Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và là biểu tượng của niềm đam mê và khát khao chiến thắng. Câu chuyện về một cậu bé mang tên Messi Lionel Messi sinh ra trong một gia đình nghèo ở Rosario, Argentina. Cha anh là một công nhân nhà máy, còn mẹ anh là một nhân viên dọn dẹp. Messi mắc chứng dậy thì sớm, khiến anh thấp bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Niềm đam mê bóng đá của Messi bắt đầu khi anh còn rất nhỏ. Người nhìn, Messi gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona. Các huấn luyện viên của Barcelona đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi tài năng của Messi, họ nhận thấy rằng Messi có thể làm được những điều mà những cầu thủ khác không thể làm được. Tuy nhiên, Barcelona đã gặp phải một vấn đề, Messi không đủ cân nặng để thi đấu chuyên nghiệp. Chính vậy thì sớm của anh khiến anh chỉ nặng 34kg khi mới 10 tuổi. Barcelona đã quyết định đưa Messi đến Barcelona để điều trị. Họ đã cho anh uống hormone môn tăng trưởng, và Messi bắt đầu phát triển bình thường. Messi nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong loài đào tạo trẻ của Barcelona. Anh ghi bằng liên tục, và các huấn luyện viên của Barcelona đã biết rằng anh có tiềm năng trở thành một cầu thủ vĩ đại. Năm 2003, Messi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barcelona. Anh chỉ mới 16 tuổi, nhưng anh đã được đôn lên đội một của Barcelona ngay lập tức. Messi ra mất đội một của Barcelona vào ngày 16 tháng 10 năm 2003 trong trận đấu với Espanyol. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona vào ngày 1 tháng 5 năm 2005 trong trận đấu với Albacete. Messi nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh đã giành được vô số danh hiệu cá nhân và tập thể, bao gồm 7 quả bóng vàng, 6 chiếc giày vàng châu Âu và 3 chiếc vô địch Champions League. Messi cũng là một thành viên quan trọng của đội tuyển quốc gia Argentina. Anh đã giúp Argentina vô địch World Cup 2022, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh Messi cũng là một thành viên quan trọng của đội tuyển quốc gia Argentina. Anh đã giúp Argentina vô địch World Cup 2022, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và là biểu tượng của niềm đam mê và khát khao chiến thắng. Câu chuyện về một huyền thoại, Lionel Messi là một huyền thoại bóng đá. Anh đã đạt được những thành tích mà chưa ai có thể sánh kịp. Anh là một cầu thủ tài năng, một người chiến thắng và một tấm gương cho tất cả mọi người. Câu chuyện về Messi là một câu chuyện truyền cảm hứng. Có kể về một cậu bé mang tên Messi, người đã vượt qua mọi khó khăn để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Messi là một người đặc biệt, anh có một tài năng thiên bẩm, một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và một trái tim nhân hậu. Anh là một cầu thủ bóng đá tài năng nhất trong làng túc cầu đến đây là hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Hãy subscribe và like video mình nhé.